Xin chào các bạn, Ami rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình tạp chí thiếu nhi hôm nay. Các bạn thân mến, trong những ngày dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, học sinh các nhà trường, các cấp học ở các địa phương được nghỉ ở nhà để phòng tránh. Thời gian này, 100% thời gian các em ở nhà. Vì thế, việc duy trì nề nếp và công việc học tập của các em cũng như những sinh hoạt khác của các em là bài toán khó cho rất nhiều phụ huynh. Nếu khi không bùng phát dịch COVID-19, quỹ thời gian của các em học sinh ở trường khá nhiều. Ngoài học tập chính khóa buổi sáng thì buổi chiều, các em tham gia các lớp bồi dưỡng, học thêm, giáo dục kỹ năng sống, tham gia các câu lạc bộ, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Vì thế, vai trò của nhà trường trong thời gian các em ở trường hết sức quan trọng trong việc quản lý, giảng dạy và tổ chức cho các em học sinh tham gia các hoạt động giáo dục. Khi bùng phát dịch, để ngăn ngừa lây lan trong phạm vi rộng, các địa phương đã hướng dẫn các trường ở các cấp học cho phép học sinh nghỉ học ở nhà. Điều đó đồng nghĩa với việc quỹ thời gian các em ở nhà là chiếm tỷ lệ 100%. Các trường đã chủ động liên hệ, phối hợp với phụ huynh học sinh để phổ biến kế hoạch, tổ chức cho học sinh học tập trực tuyến, học qua mạng để đảm bảo các em không quên kiến thức, không thụ động trong học tập, duy trì được ý thức, nề nếp học tập ngay cả khi ở nhà. Với phương châm tạm dừng đến trường, không dừng học, theo sự chỉ đạo chung của nhà trường, tất cả giáo viên của nhà trường thực hiện giảng dạy trực tuyến trên phần mềm VNPT e-learning ở tất cả các bộ môn. Song khi học sinh nghỉ ở nhà tránh dịch, sẽ nảy sinh những khó khăn đối với các gia đình như việc bố trí người trông, quản lý con em do đa số phụ huynh phải đi làm cả ngày, khó khăn trong việc tổ chức cho các em học trực tuyến theo kế hoạch của nhà trường, thầy cô. Tuy nhiên, trên thực tế, không phải phụ huynh nào cũng có điều kiện về các phương tiện, máy móc để kết nối và không phải phụ huynh nào cũng sử dụng thành thạo công nghệ thông tin. Việc hướng dẫn con em tự học trong sách giáo khoa, tài liệu cũng gặp không ít khó khăn. Vì vậy, những ngày học ở nhà, nếu không có sự phối hợp tốt với các nhà trường, không quản lý tốt và tổ chức nề nếp tốt tự học của con em, chắc chắn sẽ nảy sinh các vấn đề như các con sẽ lơ là, chỉ mãn trong học tập, bị hút vào những trò chơi tiêu khiển như điện tử, game, quên kiến thức, giờ giấc ăn ngủ sẽ bị đảo lộn. Từ thực tế trên, trong những ngày các em học sinh nghỉ tránh dịch ở nhà, mỗi phụ huynh, mỗi gia đình cần xác định phải chung tay với nhà trường và toàn xã hội để khắc phục những khó khăn, đẩy lùi dịch bệnh, quản lý, duy trì nề nếp và ý thức tự học của các em. Cha mẹ phải là người khuyến khích, động viên các em tiếp tục việc tự học tại nhà. Bên cạnh đó, các em phải có ý thức học tập, tự quản lý quỹ thời gian của mình sao cho hiệu quả, chất lượng để những ngày tránh dịch là quãng thời gian quý giá cho việc ôn tập bài. Khi mà học trực tuyến thì em cảm thấy cái việc thuận lợi đầu tiên đó chính là em có thể tự mình ôn lại, củng cố lại các kiến thức cũ. Thông qua việc học online thì các cô có thể giao cho chúng em những cái bài ôn tập và từ đó chúng em có thể tự làm cũng như là tự giải quyết những cái bài đó để tránh cho việc mình bị quên kiến thức cũng như là bị hỏng các kiến thức cũ. Khi mà học ở trên trường thì tụi em sẽ có nhiều cái khoảng thời gian để mà có thể hỏi, thắc mắc cô giáo, có thể hỏi trực tiếp cô ngay từ đó luôn. Còn về học, nếu mà học ở nhà, học online thì tụi em phải tự học nhiều hơn, tự học là chủ yếu, nâng cao cái khả năng tự học cũng như là tự giác học tập. Đối với Diệu Linh, những ngày nghỉ ở nhà trong thời gian này, em cũng đã khám phá ra nhiều điều mới mẻ. Em đã có thể tự chủ trong việc tìm kiếm kho kiến thức bổ ích phục vụ việc học, giải các bài tập cô giáo giao cho trên nền tảng học trực tuyến e-learning, dọn dẹp nhà cửa, tập chơi đàn guitar, tự chăm sóc bản thân, tập thể dục hay những việc nội trợ khác mà lúc trước em ít có thời gian phụ giúp bố mẹ. Thời gian biểu của em tuy có chút xáo trộn, như có thể dậy trễ hơn ngày thường một chút, tự nấu ăn sáng cho mình và em gái, có thể chăm sóc bản thân nhiều hơn, nhưng em vẫn thích nghi được. Ngoài ra, em còn trông một cô em gái cũng nghỉ học như chị. Hai chị em có nhiều thời gian với nhau hơn, khăng khít hơn và bồi đắp tình cảm gia đình nhiều hơn. Nhân dịp này, em còn được luyện tập trước về cách thức lấy thông tin học tập qua mạng, để những cấp học cao hơn, em không còn bỡ ngỡ với việc học online. Khi mà học online thì tụi em rất may mắn là những đứa trẻ được sống trong thời hiện đại, khi mà mạng xã hội và Internet cũng đang rất là phát triển. Thì đối với em là một người rất là
thích và khám phá những cái công nghệ mới, thì việc học online này cũng là một cái trải nghiệm rất là mới mẻ, mang lại một cái cảm giác học tập rất là khác, cũng như là gây hứng thú nhiều hơn đối với em trong việc học. Em cũng thấy học là một điều gì đó nó vui, và nó vừa vui và mình vừa khám phá thêm được nhiều điều mới nữa. Và hơn hết nữa thì trong tương lai, nếu như mà việc học online diễn ra phổ biến hơn thì em cũng sẽ cảm thấy không lạ lẫm và cũng không có khó để làm quen như là bây giờ. Đúng là với việc bất ngờ dịch bệnh xảy ra, hầu hết mọi người đều lúng túng trước tình hình đó. Vì thế, vai trò của gia đình trong việc đồng hành cùng con đi qua những ngày dịch bệnh rất quan trọng. Cha mẹ cần cùng con xây dựng thời gian biểu trong ngày về thời gian tự học, học trực tuyến, học qua mạng để tạo ra sự phối hợp tốt và hiệu quả với nhà trường, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn. Cần nắm bắt kỹ thuật và các ứng dụng công nghệ thông tin từ sự hướng dẫn của giáo viên để tạo những điều kiện tốt nhất có thể để cho các em học sinh được tự học ở nhà một cách hiệu quả. Khi các em tự học, phụ huynh cần theo dõi, nhắc nhở ý thức của con em mình, thường xuyên liên hệ với giáo viên để thống nhất về cách thức, nội dung và thời gian học. Công việc này cần đẩy mạnh ở những phụ huynh có con em học tiểu học, trung học cơ sở vì các em còn nhỏ, chưa thật sự chủ động và khả năng sử dụng công nghệ thông tin ở nhiều vùng miền chưa thông thạo. Tại nhà, các em được tạo điều kiện thuận lợi về không gian, thời gian để tiếp tục trau dồi kiến thức cho những mục đích trước mắt và tương lai. Đối với những em học sinh lớp 9 thì quãng thời gian này, các em bắt buộc phải thay đổi cách học của chính mình để chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10. Theo như bộ đã tinh giản kiến thức rồi thì con cảm thấy là nếu mà con bám vào những gì mà bộ đã đưa ra, những gì trong sách giáo khoa, thì con nghĩ là con đủ khả năng để con có thể đạt được những gì mà con mong muốn. Nếu mà nói tự tin hoàn toàn thì cũng không hẳn, tại vì cũng không có hiểu bài nhiều, không hiểu rõ như là lúc được học với cô giáo. Nhưng mà thực ra thì việc tự học này sẽ giúp em nhớ được các kiến thức rõ lâu hơn, và cũng như là nếu như mà không hiểu thì cũng có thể hỏi các bạn để mà ghi nhớ được các bài học đó. Cho nên nếu mà tinh giảm được cái lượng kiến thức thì em nghĩ là mình sẽ vượt qua được bài kiểm tra vào lớp 10. Mai Huyền tranh thủ những ngày nghỉ này để tự học, tự ôn tập. Những gì không hiểu em gọi điện hỏi thầy cô, bạn bè nhờ giải đáp. Đối với Huyền, em không có những ngày nghỉ tuyệt đối, mà chỉ là em sống chậm hơn một chút thôi. Em vẫn học bài, làm bài tập đầy đủ mà thầy cô bộ môn giao qua phần mềm e-learning. Em vẫn tìm kiếm bài tập nâng cao trên các trang mạng khác để phục vụ kỳ thi vào lớp 10. Ngoài ra, em còn là cô gái ngoan của ba mẹ khi làm việc nhà, nấu ăn, giải trí hay học những kỹ năng sống khác phù hợp với một nữ sinh trung học cơ sở. Cho con thì đến hôm nay thì con sẽ là phục vụ giúp lại cho ba mẹ. Con sẽ dành thời gian của mình để làm việc nhà, rồi đọc sách nhiều hơn, rồi chơi đàn, rồi giúp mẹ trong các công việc của gia đình. Dạ, có vấn đề này cần hỏi cô ạ. Còn đối với những em học sinh nhỏ tuổi hơn, các em đã trải qua những ngày nghỉ cách ly ở nhà như thế nào? Vẫn phải học online, vẫn phải hoàn thành tất cả bài tập thầy cô giáo giao cho và nhiều việc hữu ích khác nữa.
Đối với Gia Bảo, học sinh lớp 7 trên 10 trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Tam Kỳ, thì em không chỉ hoàn thành bài tập của các môn học lớp 7, mà em còn học nâng cao để chuẩn bị cho kỳ thi tài năng tiếng Anh sắp đến. Hàng ngày em đều liên lạc với cô giáo bộ môn Anh để trả bài tập, hỏi xin ý kiến tư vấn của cô cho việc viết bài luận và cả những thắc mắc mà em cần cô giải đáp. Ngoài ra, em còn lên mạng tìm những bộ phim hoạt hình yêu thích bằng tiếng Anh để trau dồi, nâng cao kỹ năng nghe, hiểu của mình. Hay em tìm những ca khúc tiếng Anh yêu thích để hát theo, giúp khả năng nghe, nói chuẩn xác hơn. Em còn tranh thủ thời gian dạy cho em trai của mình học đánh vần, làm toán. Quỹ thời gian của em được sử dụng rất hữu ích, giúp cho những ngày nghỉ trải qua không hề nhàm chán. Học trên trường thì mình phải dậy sớm, mình phải chuẩn bị nhiều thứ thì mình mới có thể tới trường học được. Nhưng mà học ở nhà thì khi nào mà mình có thời gian mà sắp xếp được thì mình cứ học. Mà khi mà mình lên lớp là mình phải làm bài kiểm tra, phải phát biểu. Nhưng mà ở nhà thì tiện lợi hơn là mình chỉ cần học và mình học, mình biết tới đâu thì mình học tới đó, mình có thể ôn lại, mình có thể xem lại bao nhiêu lần cũng được. Nhưng mà ở lớp thì chỉ cố định được vô một tiết thôi, cho nên mình sẽ không xem lại nhiều lần được. Đối với Thảo Vi, học sinh lớp 7 trên 2 trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, thành phố Tam Kỳ, những ngày nghỉ học của em trôi qua rất thú vị. Ngoài việc học online, offline như bạn bè cùng trang lứa, em cũng chỉ bảo thêm cho cậu em trai học lớp 5 những bài học khó. Tình cảm chị em rất khăng khít, hai chị em còn phụ giúp mẹ làm những mặt nạ phòng chống virus SARS-CoV-2 để dành tặng cho các y bác sĩ. Mỗi một sản phẩm làm được là một món quà ý nghĩa của hai chị em. Ngoài ra, Thảo Vi còn tham gia thi vẽ tranh cổ động phòng chống Covid-19. Em là một trong những họa sĩ nhí tài năng của trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong với những giải thưởng qua các hội thi mỹ thuật dành cho thiếu nhi. Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 49 năm 2020 này, em là một thí sinh dự thi với nội dung viết thư cho ngành y tế trong những ngày chống dịch Covid-19. Để cho những ngày nghỉ học của mình thật sống động, em còn làm một nhà thiết kế thời trang nhỏ tuổi, thiết kế những bộ trang phục đầy màu sắc, vui tươi và ngộ nghĩnh cho búp bê giấy thân yêu của mình. Sau cái mà khoảng thời gian ở nhà chống dịch thì con đã học được rất là nhiều những cái điều mới. Con học online ở nhà bài em học và giúp đỡ ông bà ba mẹ rất nhiều. Không chỉ người dân cả nước mà hơn ai hết, những em học sinh rất mong mỏi những ngày cách ly sẽ nhanh chóng trôi qua để các em được tiếp bước đến trường.